Tiếp theo thầy nói về cái hạng ma trận. Thì hạng của một ma trận A cấp MN là cái cấp cao nhất của cái định thức con khác không mà chứa trong cái ma trận A đó. Và mình ký hiệu hạng của ma trận A là RA. Thì lấy ví dụ ở đây mình có một cái ma trận A, đây nó có 3 dòng 4 cột nè, 3 dòng 4 cột ha. Bây giờ đó là mình xét các cái định thức con cấp 3 của A. Thì bây giờ bằng cách là mình đầu tiên là mình bỏ đi cái cột cuối thì mình được cái định thức thứ nhất nè, bỏ đi cái cột thứ thứ ba được cái định thức thứ hai, bỏ đi cột thứ hai được định thức thứ ba, và bỏ đi cột đầu thì được định thức thứ tư này. Thì mình có thể tính được là các cái định thức con cấp 3 này nó đều bằng không hết. Được không? Bây giờ tôi lấy máy tính tôi bấm thử cho các em xem các cái định thức. Thì ở đây tôi đã nhập sẵn vô cái định thức cái ma trận của cái ma trận thứ hai này rồi. Này là âm 2 nè, 1 4 nè. 1 âm 3 âm 3 âm 1 âm 2 1. Đây, tôi tính định thức của cái ma trận này. Đấy, thì nó bằng không. Thì bằng cách tương tự như vậy thì em có thể thử kiểm tra cho thầy là các cái định thức của các cái ma trận còn lại, hay là các cái định thức còn lại đều bằng không hết. Thì mình thấy là cái cấp cấp cao nhất của cái định thức con đó là cấp 3 rồi, nhưng mà các định thức cấp 3 đều bằng không hết rồi. Bây giờ mình lại xét tiếp cái định thức cấp 2. Nhưng mà ở đây mình thấy một cái định thức con cấp 2 đầu tiên đó là mình thấy là dòng 2 cột 2. À, dòng 1 cột 1 với dòng 2 cột 2 là mình ghép lại thì mình được một cái định thức con cấp 2 này. Đúng chưa? Định thức con cấp 2 này rõ ràng là nó khác không. Như vậy thì ở đây là định thức con cấp 2 là cái cấp lớn nhất của cái định thức con khác không của cái ma trận này. Cho nên là cái hạng của ma trận này bằng 2. Thế thì tính chất của cái hạng ma trận là như thế nào? Thì thứ tính chất thứ nhất á, là cái hạng của ma trận nó sẽ không thay đổi qua các phép biến đổi sơ cấp trên dòng hoặc là trên cột. Thì các phép biến đổi sơ cấp trên dòng thì nhắc lại là nó có 3 phép, là 3 phép biến đổi đó là gì? À, mình đổi hai dòng cho nhau, nhân một dòng cho một số khác không. À, đổi hai dòng cho nhau nè, đổi hai dòng cho nhau. Vậy thì đổi hai dòng cho nhau thì nó sẽ không làm thay đổi cái hạng ma trận. Thứ hai là nhân một dòng cho một số khác không. Khác không. Và thứ ba là cộng vào một dòng. À, một dòng khác. Sau khi đã nhân với một số. Đấy, thì ở đây có 3 phép biến đổi sơ cấp trên dòng gì thì 3 phép này nó sẽ không làm thay đổi hạng ma trận. Và các em lưu ý là khi mà mình dùng cái phép biến đổi hạng ma trận, phép biến đổi sơ cấp trên dòng này, đó là mình biến đổi một cái ma trận A về một cái ma trận bậc thang dòng tương đương với nó. Thì như vậy thì cái hạng của ma trận bậc thang dòng này nè, nó sẽ bằng số dòng khác không của cái ma trận, số dòng khác không của nó. Ví dụ như đây là ma trận A nè, là bậc thang dòng ha, nó có 3 dòng khác không. Dòng 1 là nó có cái số khác không nè, dòng 2 cũng khác không, dòng 3 nó có số khác không, dòng 4 có số khác không nè, đúng không? Đó, thì ở đây mình thấy có 4 dòng khác không, như vậy thì cái hạng của ma trận này bằng 4. Cái dòng cuối là bằng không rồi không. Và cái tính chất tiếp theo là hạng của ma trận thì không vượt quá cái số M và N, không? Và nó lúc nào nó cũng phải lớn hơn bằng không. Thì ta quy ước là ma trận không thì hạng nó bằng không. Và lưu ý là hai ma trận chuyển vị thì nó có cùng hạng. Nghĩa hạng ma trận là thấy tính chất của ma trận. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần tiếp theo là tìm hạng ma trận.
Thì như tính chất lúc nãy chúng ta phát biểu đó là các cái phép biến đổi sơ cấp trên dòng nó không làm thay đổi ma trận. Cho nên khi mà chúng ta dùng các phép biến đổi sơ cấp trên dòng, chúng ta đưa ma trận A về một cái ma trận bậc thang dòng tương đương với nó, thì khi đó cái hạng của ma trận bậc thang dòng nó chính bằng số dòng khác không, và nó cũng chính bằng hạng của ma trận A. Ở đây mình lấy ví dụ là cái ma trận này là nó có 3 dòng 4 cột mà. Bây giờ bằng phép biến đổi sơ cấp trên dòng, cái hai phép biến đổi thứ nhất là thầy lấy cái dòng thứ nhất này nhân cho 2 và cộng xuống dòng 2 thì được cái dòng này, được 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 phép biến đổi thứ nhất là từ ma trận A mình đổi hai hai cái dòng cho nhau, dòng 1, dòng 2 cho nhau này. Rồi từ cái ma trận thứ hai sang ma trận thứ ba này là mình có phép biến đổi số 2 đúng không? Phép biến đổi số 2 là mình lấy cái ma trận thứ hai này nè. Mình nhân cho âm nhân cho 2 và cộng xuống dòng 2. Và nhân cho 1 và cộng xuống dòng 3 thì mình được cái ma trận thứ ba này. Thì từ ma trận thứ ba này đó là mình thấy là nếu như mình lấy cái dòng thứ thứ hai mình nhân cho -1 và cộng xuống dòng thứ ba thì dòng thứ ba nó biến thành số 0 hết. Vậy thì từ cái ma trận cuối cùng này mình thấy là nó có hai dòng khác không thôi. Cho nên hạng của ma trận A ban đầu này bằng 2. Đó. Thì theo tính chất đó thì các phép biến đổi này nó không làm thay đổi hạng ma trận. Đó. Nhưng mà ma trận cuối thì hạng nó bằng 2. Đúng không? Cho nên là hạng của ma trận A cũng bằng 2, và mình kết luận hạng của ma trận A bằng 2. Ngoài ra thì chúng ta còn tìm cái hạng ma trận bằng cái phương pháp định thức bao quanh. Phương pháp định thức bao quanh là chúng ta sẽ hạn chế được tìm tất cả các định thức con cấp lớn hơn. Thì đầu tiên là mình sẽ tìm một cái cấp R mà ở đó nó có cái định thức con cấp R khác không của cái ma trận đó. Thế bây giờ mình sẽ bao quanh cái định thức đó, tức là mình sẽ thêm vào một dòng một cột để nó ra một cái định thức cấp R cộng 1. Không? Đó. Mà nó bao quanh cái định thức R này. Đó. Thì nếu như tất cả các định thức con cấp R cộng 1 mà bao quanh R này bằng 0 á, thì mình kết luận hạng nó bằng R. Còn nếu mà tồn tại một cái định thức con cấp R nào cộng 1 nào đó khác không, thì mình lại là lấy cái DR cộng 1 này đó, mình làm giống như D đó, mình lại tiếp tục tìm định thức bao quanh của định thức DR cộng 1 này. Đó. Vì cái cấp của ma trận là hữu hạn cho nên là cái quá trình này nó sẽ dừng lại sau một số hữu hạn bước. Và cái cách này nó sẽ đỡ hơn là theo cái định nghĩa chúng ta là ban đầu là chúng ta phải tìm ra tất cả các định thức. Ví dụ như mình dùng cái cách này phải không? Thì cái định thức con cấp 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 2 đây. Định thức con cấp 2 chỗ này của nó này. Nó khác không à. Đúng không? Bây giờ mình sẽ tìm định thức bao quanh của nó. Thì em thấy cái định thức bao quanh của cái định thức này là nó chỉ có hai cái định thức định thức 1 và 2 này thôi. Thấy không? À, thì hai cái định thức bao quanh này nó khác, nó bằng không rồi, cho nên mình kết luận cái hạng của ma trận này bằng bằng 2 luôn.